Hiện nay thì tôi đang có mặt ở chợ Quỳnh Mỹ của huyện Quỳnh Lưu và bây giờ thì tôi sẽ đi mua nguyên liệu để chuẩn bị nấu một món ăn dân dã những cực kỳ nổi tiếng của người dân Quỳnh Lưu, món canh lá lăng. Quý vị hãy đi theo chân tôi nhé. Canh lá lăng là món ăn quen thuộc của tất cả người dân Quỳnh Lưu từ hàng trăm năm nay. Vì vậy không khó để tìm mua lá lăng ở bất kỳ một chợ lớn nhỏ nào ở địa phương này. Bán đi, bán nó đắng à đấy ạ. Chị ơi, 2.000 bò thì 3.000 bò thì mua một đôi thì 5.000. Cái này mà nếu mà em muốn nấu cho 4 người ăn thì là cần phải nấu bò. Một nghĩa là ai đây được gì? Cách nấu món canh này không quá cầu kỳ. Tép sau khi đánh bắt về thì rửa sạch rồi cho lên bếp rang cùng với mắm muối và cà chua. Đợi đến lúc cà chua tan nhuyễn và tép đã ngấm gia vị thì cho thêm lượng nước vừa ăn rồi đun sôi, sau đó cho một nhón lá lăng đã thái nhỏ vào là đã có món canh ngọt mát. Tuy nhiên sẽ có thêm bí quyết nho nhỏ để món ăn này đến gần hơn với du khách thập phương. Nếu không có vị đường thì canh lá lăng vẫn giữ nguyên vẹn vị ngon và có vị đắng ngọt của nó. Nhưng ở đây thì nấu thì cũng có thêm một chút đường cho vì nó khác một chút hơn. Vì vậy mà khách nào ăn lá lăng ở nhà em cũng khen ngon cả. Dù là khách Bắc hay khách Nam, khách miền Trung, khách du lịch. Chung là người nào đã ăn quen lá lăng rồi thì người ta đều nhớ. Người dân Quỳnh Lưu cho biết canh lá lăng ngon nhất là khi ăn cùng với cơm trắng, cà muối và ít cá biển kho mặn. Vị đắng và ngọt thanh của lá lăng kết hợp với vị chua của cà pháo và mặn mặn của cá biển tạo nên một món ăn khó cưỡng, trở thành một phần ký ức của những người con xa quê. Như vậy là trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thì món canh lá lăng của chúng ta đã hoàn thiện. Bây giờ thì em có thể thử một chút được không ạ? Mời chị. Chị cảm thấy như thế nào? Em thấy có vị hơi nhẩn nhẩn, hơi đắng đắng khi nuốt vào. Xong khi mà cuối cùng thì lại thấy có vị hơi ngọt ngọt ở trong miệng, ở cuống họng ấy ạ. Vâng, đúng rồi. Đấy là đặc trưng của canh lá lăng đấy ạ. Cảm ơn chị.